Thì cái nhà mình là 88 độ đông. Thì cái khu vực này thì toàn bộ khu vực xung quanh nó là cao su hết. Cái bếp anh chuyển qua đây lâu chưa? 3 tháng rồi đúng không? Bếp á thì hồi trước anh đặt ở đâu? Ngay đây hả? À. Ngày trước thì mình đặt ở đây thì mình ở về ở nhà này được bao lâu rồi? Đến giờ đúng không? Thì khi mà anh ở mà anh đặt cái bếp ở đây này thì anh đặt vào đúng vào cái Tây Bắc. Đặt vào Tây Bắc thì nó rất là bất lợi. Tây Bắc nó có cung càn cung người chủ nam. Khi mà đặt bếp vào cái phương vị Tây Bắc này nó làm cho người trong nhà nó cho người chủ nam nó không có may mắn trong công việc. Toàn bộ cái khu vực của anh là Tây và Tây Bắc này nó có nhà vệ sinh và bếp luôn. Thì nó làm cho người nam nó người trong nhà ham mắc bệnh về xương khớp cột sống. Ừ, không may mắn trong công việc. Rồi nhà vệ sinh ở đó thì nó làm cho người trong nhà nó hay xích mích hay cãi nhau với việc không đâu vào đâu. Đó, thì năm nay sang Ngọc Hoàng nó đá ở Tây nữa. Thì khi mình đặt 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 nhà vệ sinh về đây rất là bất lợi cho mình. Cái nền nhà mình thì nó thấp hơn này. Cái nhà mình nó cũng cái hình thế bên ngoài nó thấp nữa, trong nhà nó cũng thấp. Nó tạo cái hình thế trước cao sau thấp nữa. Để hơi bất lợi. Thì tí để em ra em xem chỉ cho anh cái hình thế bên ngoài. À, cái bếp thì anh chuyển sang Tây Nam lên thì được rồi. Nhưng mà bếp thì anh đặt đây này nó ngay góc cạnh này, nó không có tọa hướng. Và nó đặt ngay góc nhà như thế này thì nó làm cho người trong nhà nó hay bộc phát vô cớ. Đó, thì đặt ở vị trí cung vị Tây Nam của nhà này thì được. Nhưng mà phía dưới đây là ban thờ này. Thì ban thờ thì mình lưu ý là ban thờ bằng gỗ thôi. Nó lưu ý thì làm ban thờ bằng gỗ. Rồi bếp này thì bây giờ anh chuyển bếp sang cái phương vị Bắc này này. Bếp chuyển qua bên này này, ngay chỗ này này. Nhá. Ngay phương vị Bắc này, tránh cái sân tuổi của người trong nhà ra. Đặt vào nhâm hoặc quý cũng được. Đúng rồi. Vị trí cụ thể thì em lát em ấn định cho nhá. Nhưng nó sẽ nằm ngay chỗ khoảng này này. Đó, chứ đừng đặt bếp qua đó. Rồi xuống dưới này này. Xuống dưới này thì cái phương vị Tây và Tây Bắc là cái phương vị vượng khí của ngôi nhà mình ở ở cái tiểu vận này nhá. Hạ Nguyên. Thì các cái chuồng trại chăn nuôi này thì anh cho hẳn đăng ra sau kia. Hoặc là đó, đưa hết ra phía sau hoặc là đưa ra phía trước. Đừng có nuôi trong này. Là cái thứ nhất, cái thứ hai á. Cái này là giờ anh tạm thời giờ mình chưa có điều kiện chuyển được nhà vệ sinh nhá. Bắn mái tôn kịch lên trần đi. Bắn mái tôn kịch lên trần. Anh hiểu không? Cái chỗ này đang trống này. Bắn dạng bắn la phông lên kịch lên trần để lắp quạt hút mùi ra bên ngoài. Lắp đèn vàng, hai cái này hai nhà vệ sinh và nhà tắm này lắp đèn vàng, đèn ánh sáng vàng, hút mùi 24/24. Chứ còn bây giờ là nó đang trống như này thì khí suế nó tràn hết ra cái phòng này, anh hiểu không? Mà cái khu vực dưới này là cái khu vực vượng khí. Đó, thì phía sau thì sau này nhá. Sau này cứ chỉnh mình bây giờ mình cứ chỉnh hết các cái công năng thủy pháp cho nó đầy đủ đã. Có điều kiện có tiền thì mình mới lát lại cái đèn này sau. Thế con bé đầu anh là nó bị bệnh gì? Lupus ban đỏ đúng không? Bệnh hiếm gặp hả? Đó. Thì bây giờ mình phải chỉnh để cho nó công việc nó thuận lợi và cho em nó có sức khỏe tốt. Đó. Thì toàn bộ cái khu vực Đông Nam nó đang động khí nữa. Nó chưa được thuận lợi cho em gái tí em chỉ cho sau. Bây giờ em chỉ cái phía trước này. Ví dụ cái khu vực này cũng vậy này. Cái khu vực này anh phải dọn dẹp sạch sẽ. Đó. Xong rồi nhớ là bắn ra bật đèn vàng hút mùi xử lý cái khu vực phía sau để cho cái người chủ nam ở nhà này nó có công việc nó thuận lợi. Đó là như vậy. Rồi cái bể nước ở đây này này. Cái bể nước này đang đang là bể nước mưa đúng không? Anh đang làm bể nước mưa anh ăn đúng không? À xài thôi gì? Rồi, thì bây giờ anh đậy nắp lại nhá. Đậy đậy nắp lại thì cái khi mà mưa nó xối xuống đây anh làm cái máng á, làm cái máng xong làm cái ống cho nó chảy vào cái bể đó. Rồi trên cái bể đó là đậy đậy nắp tôn lại. Đậy tôn lại chứ không đừng có để cho nó mở nắp ra như thế. Nó khí thủy nó bốc ra cái phương vị này là nó rất là bất lợi cho người trong nhà. Nó làm cho người trong nhà nó hay xích mích hay cãi nhau rồi các cái này này các cái chỗ mình nuôi chim nuôi đồ này nó ỉa bẩn đây là dọn hết nhá. Mấy bữa ấy hết mà chưa làm. Rồi lưu ý nhá, xử lý cái này đúng rồi, làm nó không bắn cho này lên nè, bắn tôn lên cho nó kín như đây nè để cho nó thông khí ra xong lắp vào hút mùi hút ra thôi đó, chuyển bếp sang vị trí này. Rồi lưu ý là mình chỉnh lại chỗ ngủ luôn này. Mình đang ngủ ở cái phương vị đông của ngôi nhà này. Ngủ như này rất là bất lợi về sức khỏe nhá. Quay đầu giường về đây nhá. Quay về đây này, về đông bắc này. Quay đầu giường về đây tí mình chỉnh lại, quay đầu giường về hướng này này. Rồi thường xuyên mở cửa ra. Cho em bé bé nó ngủ ở đây nhá. Bé ngủ phòng này này. Có nghĩa là quay giường về đây thì cho bé nó ngủ ở đây này. Con bé mà nó bị lupus ban đỏ. Đây nhá. Thì đây này, khi mà cái nhà là hướng đông, 88 độ đông, toàn bộ cái khu vực phía đông nó đang động khí này. Thông thoáng không có gian này Đông Nam này, cái cửa nó đang mở vào Đông Nam này, đó thì nó rất là bất lợi cho cái đứa con gái của anh nhá. Mà thời vận này mà mình mở cửa vào vào cái hướng này mà anh mở cửa vào cái Đông Nam này rất là bất lợi này, Đông Nam là không tốn
cung tốn thì cung của trưởng nữ, thì khi mà động khí ở đây thì rất là bất lợi sức khỏe cho con bé đó. Đấy, thì tí em chỉ cho phương án xử lý, mình phải đặt nhiều nước ở khu vực này này, à, đặt tiểu cảnh nước ở đây thì mới được. Nhưng mà lưu ý đặt bên đây phải xem nhà bên kia nhá, xem nhà bên kia mà nó là đông bắc không được, để tí em coi lại nhà bên kia luôn. Nhà bên kia mà nó là đông của nhà bên kia thì ổn, đặt đây luôn. Chứ nó mà là đông bắc của nhà bên kia thì phải tính toán lại. Rồi bé nó đang ngủ ở đây thì tí phải điều chỉnh lại cái giường này này. Nó nằm ở phòng này. Ừ, chứ phòng này nhưng mà ngủ vị trí này không tốt cho sức khỏe. Toàn bộ cái cung vị này là đông hết. Để tí coi lại xem chuyển sang góc bên này này. Nhưng mà ưu tiên phòng này ấy đi, để cho bé nó ngủ phòng này tốt hơn này. Anh chuyển giường quay cái góc này này cho bé ngủ qua góc này này. Dạ. Nhá. Rồi ra đây nữa này. Nên là lưu ý mà mở cửa vào cái điểm tử huyệt của ngôi nhà là nó hay mắc bệnh vì hiểm nghèo, mà đúng cái cung vị đông nam nữa. Phía trước này anh phải bố trí cho em rất là nhiều nước ở khu vực này nhé. À, không, mình xây cái bể không trong cái thùng được cho nó động lên. Thì em sẽ gửi video cho anh hướng dẫn ở phía trước này này, để dưỡng cái cung vị đông này nó phải có nhiều nước thì thằng con trai trưởng nó phát triển được, rồi cái công việc đầu vào mình phát triển được. Rồi đây nữa này, như đây là cái hình thế xấu này, ví dụ giống như cái nhà bên này này, cái hình thế này là phía trước cao phía sau thấp này. Lưu ý đối với nhà ống á là mình lợp phải lợp hai mái xuôi đều, hoặc là lợp nước đổ từ sau ra trước, à, là hình thế nó mới vượng. Còn hình thế như này là hình thế suy này, trước cao sau thấp này nó sẽ là ảnh hưởng đến nhân đinh và tiền bạc đó. Những cái năm xấu thì nó tổn đinh hao tài, thì nhà mình cũng vậy, nhà mình cũng là như thế này, nó xuôi hết về phía sau thì phía trước cao phía sau thấp, thì đối với nhà ống thì phải lợp như thế. Nhưng mà cái hình dáng này nó vậy thì mình chấp nhận đi, sau này có điều kiện mình làm ăn thuận lợi thì mình nâng lại sau nhé, điều chỉnh lại làm hai mái xuôi, một cái đổ về trước một cái đổ về sau. Đó, nó là như vậy. Đúng rồi, nhưng mà cái hình thế này nó chưa được đạt. Bé lớn anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. 10 tuổi là bé bị cái đó lâu chưa? 3 năm rồi đúng không? 3 năm rồi. Đây. 3 năm rồi hả? Này đông bắc của nhà này mất rồi. Ở trên đây được này. Cái đường này là đường chung hả? Hay đường đất này của ai? Đất này của nhà mình hả? À. Còn đây thì còn lại đất của nhà mình luôn gì? Ờ ok. Thì lúc đó mình lưu ý mình làm trồng cây gì ở đây nhé. Trồng cây gì để che chắn cho cái nhà bên này đi. Xong đặt nước ở đây. Đặt cho một cái tiểu cảnh nước ở đây. Anh hiểu không? Ừ. Đặt nước ở đây, đặt vào cái cung tốn này để xử lý cho con bé. Con bé ở nhà. Để tránh ảnh hưởng đến cái nhà bên này luôn. Làm bồn hay là... Mình xây cái bồn có cái chung nước nó tràn xuống á. Làm cái thạch thủy bình á. Nói chị là chị biết á. Chị cái mẫu này lại. Đó. Nhà chị làm cho em mấy vấn đề đó thôi. Chuyển bếp, bật đèn vào hút mùi nhà vệ sinh. Chuyển vị trí ngủ, cho em đang ngủ ở cái phương vị đông rất là bất lợi nhá. Còn cái cửa mà mở ở chỗ vị trí rất là xấu này, buộc phải đặt thủy ở đây nhá. Bên trong nhà đặt một cái bể cá nhỏ trong này nữa. Mình tìm hướng dẫn cho một bể cá hoặc là cái bảo bình thủy, hoặc là phong thủy luôn. Đó. Rồi dọn dẹp phía sau đi. Rồi khi mà thuận lợi rồi, nhớ một điều là khi mà thuận lợi rồi nâng cái nền phía sau, nâng mái đi, thì mọi việc mới ổn được. Đó, đây là xử lý cho con bé trong phía trước này. Đây phía trước này xử lý nhiều nước phía trước này cho em nhé. Từ đây qua này, đặt nhiều nước vào. Đó, phải làm được việc đó.